Ui, thấy không? Đó, các bạn xây thấp quá. Đó, còn kiểu mình xây cao thì cái nhà mình vẫn an toàn nha. Hợp lý chưa? Thì mình là siêu khách. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây một cái căn nhà an toàn nè, hiện đại nè, tiện lợi nè và bí mật nữa. Đấy, và nếu mà các bạn thấy cái hướng dẫn này của mình bổ ích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like cho video này và đừng quên ấn đăng ký kênh của mình nha. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xây nhà an toàn chống những cái con creeper khổng lồ ấy. Đây, như là những cái con này đây, mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đấy, với những cái căn nhà bình thường á là nó sẽ nổ một phát thôi là tan tành đấy các bạn. Ok, giờ mình sẽ game. Ok. À quên. Rồi, mình đã chỉnh sang chết không mất đồ và lưu tọa độ ở đây nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái đây, cái là một cái căn nhà rồi mình sẽ game mod 0. Đó, những cái nhà bình thường đây các bạn sẽ xem cái sự lợi hại của con creeper đó. Khi mà các bạn ra ngoài thì nó có thể đánh các bạn, nhưng mà các bạn ở trong á thì nó cũng vẫn bị đánh nha. Đó, và nó sẽ cho nổ cái nhà. Ồ, ghê chưa? Đâu rồi. Đấy, và nó còn có thể sinh sản những cái con creeper con nữa các bạn à. Đó, khá là ghê. Ui, nó nổ kinh khủng lắm các bạn, nhưng mà nó không có bị chết nha. Nên vì thế là mình ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xây một căn nhà cực bá đạo luôn. Rồi, ok. Thì mình sẽ game mod 1 lại. Rồi, trước tiên muốn xây nhà thì chúng ta cần có cái gì? Đó chính là những cái thứ dụng cụ, là cái thứ hai thôi. Và cái điều quan trọng nhất của các bạn là cần phải tìm một cái ao nước. Các bạn biết vì sao không? Tí nữa thì mình sẽ biết, mình sẽ nói cho các bạn biết. Ok. Một cái hồ nước hoặc là một con sông hoặc là biển chẳng hạn. Như mình thấy là chỗ này là địa điểm hợp lý, mình sẽ chọn ở đây ha. Ok, các bạn sẽ đến một cái hồ nước và các bạn chọn một cái ô và các bạn đào xuống. Tầm 1, 2, 3, 4. 4 ô thôi nha các bạn. Ok, 4 ô là đủ rồi. Rồi các bạn đào xuống kiểu chỗ đủ một người đi xuống thôi. Rồi các bạn cần phải lấy đuốc chứ. Đào chỗ này thì không có đuốc thì tối lắm. Ok, cứ đào xuống nha. Đến cái địa điểm thích hợp của các bạn thì dừng lại. Đào để mình xem này. Ok, tạm tới đó là đủ ổn rồi nha. Rồi, đầu tiên là các bạn đào hầm, không phải là xây nhà dưới hầm đâu nha. Các bạn đào lên, đó. Theo như mình thấy là đào chỉ cần 1, 2, 3, 4 rồi. Hồi nãy mình đã đào 6, 7 ô luôn rồi. Nhưng mà không sao. Ok, giờ chúng ta sẽ lấy than ra. Đó, đầu tiên là chúng ta sử dụng mặt than. Thì ở trên sinh tồn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái thứ ở sinh tồn chứ không phải là những cái thứ sáng tạo nha. Đấy, thì những cái thứ này các bạn có thể tạo ra từ chế độ sinh tồn rất là đơn giản. Rồi, cái này cũng rất là dễ tạo đấy các bạn, chỉ cần lấy cúp kim cương đào hoặc là các bạn dùng lava và nước. Ok, bây giờ mình sẽ xây lên nha. Chúng ta sẽ xây như vậy. Đó, 4 ô 4 cục thôi, không xây cái mép này để đỡ tốn. Đó, các bạn xây lên. Ok, mình sẽ xây cái này gọi là gì? Cái gì ta, hắc chuyển thạch. Ok, các bạn muốn xây bao nhiêu cũng được, tùy thích các bạn, nhưng mà theo như cái đề nghị của mình á, đây, cái độ mức an toàn cho cái con creeper khổng lồ nó không nổ là các bạn phải xây gấp 3 lần nữa đi. Mình mới gấp 2 thôi, mình sẽ xây lên một ít nữa. Rồi, tới đây được rồi ha, gấp 2,5 thôi cũng được nữa. Ok, đó, các bạn xây cao như vậy nha. À thôi, tới đây được rồi, không cần cao nữa đâu. Rồi, các bạn tiếp tục là lấy than đắp lên. Than leo chứ không phải là than đốt nha các bạn. Mình xây hơi cao rồi các bạn. Các bạn chỉ cần xây gấp 2 nữa thôi là nó sẽ không có nổ tới đâu. Trừ khi nó nhảy lên, nhưng mà một tí nó nhảy lên thì mình sẽ có cách chống lại nó nha các bạn. Đó, xây lên như vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến những cái một trang trí cái kiểu bây giờ thì cái kiểu con đà điểu. Ok, để cái lọ ở đây. Một cái bàn chế tạo đây. Đó, ở dưới đây thì các bạn để sách. Các bạn biết mình đặt xuống một ô như vậy để làm gì không? Tí nữa mình sẽ nói luôn. Được, như vậy cũng được, còn không muốn xuống một ô cũng được. Đó, để bí đây là để dùng để phát sáng nha các bạn. Các bạn có thể thay bằng glowstone. Đó, nhưng mà mình khuyên các bạn nên đặt bí ở dưới, đặt sách ở trên. Cộng thôi là để bí ở đây, sách ở đây. Đó, trừ một ô đi xuống. Một ô đi xuống nha. Rồi, ok, như vậy là ổn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái mục là đặt cái rương. Rương đi đựng đồ nha các bạn. Không có rương thì làm sao mà đựng đồ đây. Đâu rồi? Nãy mình vẫn... đây.
Đấy, rương thì để bên đây, rất là tiện lợi. Muốn để ở đây cho dễ nhìn cũng được, hoặc là để trên đây cũng được. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên để cho đỡ trống chỗ, thì trống chỗ thì để như vậy. À, ok. Rồi, bây giờ thì còn cái giường. Cái giường thì các bạn dùng bàn chế tạo đặt lên, hoặc là dùng đá phát sáng đặt lên, hoặc là dùng đất cũng được. Mình để đá phát sáng đi cho nó đẹp, cho nó trọn bộ luôn nha các bạn. Ok, và bây giờ thì đặt giường lên. À đâu, đá phát sáng đặt giường không được. Thì bàn chế tạo sách cũng được. Đó. À, theo mình thấy là đặt cục đất đi, đặt cục đất đi cho nó vừa đủ luôn và đỡ tốn tài nguyên, là nên đặt cục đất đó. Ok chưa, hợp lý. À, như vậy là chúng ta đã xong nha. Còn bây giờ thì mình sẽ ra hướng dẫn các bạn cái đường hầm. Cái đường hầm thì cần có nhiều, không cần có nhiều đâu, các bạn chỉ cần đi thu thập sắt á. Thu thập sắt đây, bây giờ mình sẽ lấy cái cửa sắt nha. Ok, và mình đã lấy xong cái cửa sắt. Thì cái cửa sắt á dùng để chặn chặn nước nè, một là chặn nước khi mà cái đường hầm của các bạn quá cục, còn hai á là để đây cho chống cái con creeper nó không có vào được thôi các bạn. À, thì ở đây các bạn để nút bấm để tụi nó đừng có kiểu như đừng có mở cửa ra được ấy. Đó. Hoặc là zombie nó vào nó mở không có được. Đấy. Ở phía trên đây các bạn dùng obsidian. Ok, gọi là hắc kim thạch ha. À, chúng ta sẽ chèn ở đây lại. Đó, để tránh bị nổ đến cái đường hầm của chúng ta. Đó. Chèn lại. Nếu mà các bạn muốn đầu tư hơn nữa thì các bạn xây cái đường hầm này bằng hắc kiện thạch hết luôn. Rồi. Theo mình nó xây bằng hắc kiện thạch hết luôn là cho nó an toàn và chắc chắn hơn nữa nha các bạn. Ok thì xây cũng được. Và không xây cũng được. Tại vì không có con creeper nào mà nó nổ tới cái khu vực này đâu các bạn à. Tại vì đây là một cái hồ nước, cái lối đi bí mật của mình thì chả có cái tên nào nó nổ đến cái khu vực này đâu. Nó không có biết được ở đây đâu. Mỗi lần mình chạy nó thì mình cứ nhảy xuống hồ nước và mình nhảy vào đây thôi. Con creeper thì nó đâu có xuống đây được đâu. Đấy. À, ok. Hợp lý ngay. Đặt nút lên, nút thì mình khuyên các bạn là dùng nút gỗ nha. Nút gỗ để tránh là lãng phí tài nguyên. Đừng nên dùng nút sắt hay nút gì rối lắm. Rồi bây giờ đến cái bước mà đi ra đây. Đi ra đây thì có vẻ hơi bị khó chứ gì. Thì các bạn sẽ dùng đất. Đó, mỗi lần đi thì đập đất thôi, cũng đơn giản mà. Rồi leo lên. Ok, nếu mà các bạn muốn nhanh hơn nữa thì đặt thang, nhưng mà đặt thang thì nguy hiểm lắm. Có cái này mình đi hơi chậm ra xíu, nhưng mà nó an toàn. Đấy, cực kỳ an toàn luôn. Creeper nó sẽ không có nổ tới. Và điều đặc biệt á, cái con creeper nó có thể nhảy lên nha các bạn. Hồi nãy mình đã test rồi, nó có thể nhảy lên thì các bạn có thể đặt tơ nhện nè. Đó, tơ nhện một khi nó dính là nó sẽ không có nổ được. À, nó không có nổ được đâu. À, tơ nhện thì lấy và làm ra khá đơn giản, nhưng mà tơ nhện thì nó sẽ khó hơn. Ok, nó sẽ khó hơn thì các bạn sẽ dùng gì? Hàng rào. Hàng rào là một trong những cái thứ được gọi là đơn giản nhất, dễ ra làm ra nhất. Nếu mà đặt hàng rào á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt. Đặt như thế nào là đúng. Đây, đặt một cái đây. Ở đây. Ơi. Đó. À, đừng có đặt như vậy nha. Đặt như vậy nó có thể nhảy lên được. À, đặt cách xa ra các bạn. Đấy. Ui, chỗ các bạn chế tạo hơi khó đặt. Rồi, đó, đặt như vậy thôi. Tại vì con creeper nó nhảy lên kinh khủng các bạn. À, bây giờ thì mình sẽ spawn nó ra. Ok, một con đã quên. Rồi, con creeper nha. Đây, đến cái lúc mà mình nói đặt cái cục nó xuống để làm gì nè. Không biết mình đặt cái cục này cao quá, không biết nó có thể tương tác được cái con creeper không ha. Cao quá các bạn à. Thế mình nghĩ là mình nên xây cao lên tầm 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, tầm 7 ô thôi, 7 cột, 7 block cao lên thôi nha các bạn. Để hồi mình có thể đi xuống đây được, để mà khiêu khích cái con creeper nè. Đó, kiểu như chỗ này nè. Dùng hàng rào đi. Đấy. Rồi đặt creeper dưới. Đó, các bạn đi xuống thấp để cho nó gặp các bạn á. Còn muốn mà nó, các bạn không muốn khiêu khích nó thì khỏi cần xây cao quá. À, khỏi cần xây thấp quá, xây cao lên luôn. Ơ, con creeper này bị hiền rồi. Ui. Đó thấy không, các bạn thấy không? Nó có thể sinh ra con kìa. Ui. Thấy không? Đó, các bạn xây thấp quá. Đó, còn kiểu mình xây cao thì cái nhà mình vẫn an toàn nha. Hợp lý chưa? Đó, và cái con kia nó nói từ để mình game mất một cái. Ô, tu. Đây.
Đây, cái con kia nó bị dính mạng nhện đó các bạn. Đó, và nó vẫn không thể nào mà di chuyển được. Đó, và nó không có để nổ được nha. Như nãy mình đặt ở trên nhà mình rồi, nên nó nổ banh nhà mình chở này, nhưng mà không sao. Đó, thì đây chính là cái căn nhà an toàn chống creeper khổng lồ mà tiện lợi nhất và hiệu quả nhất. Mỗi lần các bạn bị đó thấy không, creeper nó có thể nổ xuyên cái đó, nên lúc nãy là mình hướng dẫn các bạn xây cái này là đúng đắn nhất luôn nha. Đấy, không bị nổ này. Ok, và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng lực đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đây chính là cái video hướng dẫn các bạn xây nhà an toàn, tiện lợi, bí mật và chống được những cái bọn creeper khổng lồ. Okay.